Vâng, xin mời mình chào anh em nhé. Hôm nay shop mình giới thiệu cho anh em xem một chiếc bật lửa độc đẹp anh em nhé. Sản phẩm này là bằng đồng, thì hộp nó như thế này đây. Thì mình lấy cho anh em xem. Sản phẩm này có chủ đề về thuận buồm xuôi gió anh em nhé. Nó như thế. Thì cây này shop mình sẽ ship view đi, tức là hàng đến nơi anh em sẽ được kiểm tra hàng trước anh em nhé. Đúng hàng như trong clip này thì anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Thì cái sản phẩm này nó thích hợp với những anh em nào mà thích những cây bật lửa độc đẹp lạ anh em nhé. Thì anh em có thể mua để sưu tầm. Còn nếu mà sử dụng thì cây này cũng rất là ok anh em nhé. Thì nó đây. Về xét về kích thước tổng thể của sản phẩm này thì để cho anh em dễ mường tượng thì mình sẽ lấy một chiếc Zippo ra cho anh em xem nhé. Bên tay phải mình đây đang là một chiếc Zippo đây. Thì kích thước về cái chiều cao nó xem như một chiếc Zippo anh em nhé. Nó cao hơn một chút xíu. Đấy, còn chiều rộng thì nó không rộng bằng anh em nhé. Còn về chiều dày thì nó cũng ngang ngửa như thế. Là như thế anh em nhé. Còn về cái khối lượng của sản phẩm thì nó nặng anh em, nó nặng hơn một chiếc Zippo rất là nhiều, này, thậm chí là nặng phải gấp đôi cái cây Zippo bình thường. Tại vì vỏ nó là bằng đồng anh em nhé và nó được làm rất là dày, đấy, dày phải gần như là phải 2 ly ấy. Chính vì vậy nó rất là nặng. Về cái nguyên lý hoạt động của nó thì nó cũng dùng xăng đá bắc anh em nhé. Tương tự như những cây bật lửa Zippo thôi. Còn để mà sử dụng thì anh em dùng như thế này. Đấy, trên đây có một cái này. Anh em đút cái ngón tay của anh em vào nhé. Đút ngón tay cái vào như này cho anh em bắn lực lên thì nó sẽ cháy thôi. Đấy, nó như thế anh em nhé. Cây này thì nó còn mới nên là không có xăng trong đấy nên là nó sẽ không cháy anh em nhé. Chủ đề của sản phẩm này thì nó là chủ đề về thuận buồm xuôi gió. Đấy, và trước đây có một cái con thuyền buồm anh em nhé, đang dong ở ngoài khơi. Thì chủ đề này được khắc chìm rất là sâu vào nên là anh em dùng không thấy mòn được chủ đề này anh em nhé, không chắc chắn không thấy mòn được. Còn mặt sau của nó thì có một cái món neo anh em ơi, món neo bên trên có một cái la bàn nữa, cũng được khắc chìm rất là sâu. Để mình zoom lên cho anh em thấy cái độ sâu của nó anh em nhé. Chìm. Còn về cái sản phẩm mặt trước và mặt sau, các cạnh này thì được đánh nhám anh em nhé. Nhám ở vân là nhám sọc. Nhám sọc như thế này. Ok, thì về chủ đề nó quay sơ lược là như thế anh em nhé. Còn về cái sản phẩm này dùng này thì như thế, khi mà anh em dùng tốt tốt nhất là anh em bỏ cái ngón tay vào đây này. Đấy, cho anh em hất mạnh này. Thì khi mà hất mạnh như thế thì cái bánh xe nó sẽ quay ngược và bắn ra tia lửa anh em nhé, kết hợp với xăng xịn thì nó sẽ cháy thôi. Đấy. Nó như thế anh em nhé. Còn cái sợi tim này thì nó là tim chuyên dụng, khi mà anh em dùng hết thì anh em mua thêm anh em nhé. Một sợi tim này thì tầm khoảng 30 gì đấy. Đấy. Nó như thế. Còn về cái sản phẩm này thì nó là bằng đồng hết anh em nhé. Cách châm xăng của nó là như thế nào thì trong đây có một cái núm như thế này, thì anh em vặn ngược chiều kim đồng hồ. Đấy. Thì là châm xăng vào đây anh em nhé, bạn ngược chiều kim đồng hồ. Đấy. Thì ông đây có một cái lỗ châm xăng. Thì khi mà anh em làm ấy, anh em cẩn thận không mất cái này anh em nhé. Rơi cái này thì nó sẽ hỏng đi. Đấy, trong đây có một cái đen đen này là cái gioăng cao su. Đấy. Còn cái này này, cái núm này thì anh em có thể tháo ra được. Thì trong đây có một cái viên đá dự phòng anh em nhé. Để viên đá dự phòng. Mỗi lần châm xăng thì cái này dùng tầm khoảng 1 tuần lễ đấy anh em nhé. Ok, khi nút lại thì anh em lưu ý một vấn đề là đặt vào sau lúc nào vừa gen đấy thì anh em mới bắt đầu xiết anh em nhé. Đấy, phải vừa gen thì anh em mới xiết được, chứ là lệch gen mà xiết là nó hỏng đi. Đấy. Còn nếu như mà anh em dùng, anh em muốn thay đá thì như thế nào? Đấy, thì anh em đẩy mở ngược lên nhé, xong anh em đẩy xuống này. Đấy. Đấy, đẩy lên thì đá sẽ lên được như thế này anh em nhé. Lúc làm thì ở trong đây có một cái lò xo. Ngày trước ấy, thì cái lò xo này nó là bằng đồng luôn anh em nhé. Ngày trước mình có nhập về một lô thì cái lò xo này nó là bằng đồng này. Đấy, tuy nhiên cái bằng đồng thì độ đàn hồi nó sẽ không cao. Đấy, sau một thời gian thì nó sẽ kém đi. Đấy, chính vì vậy cái nhà sản xuất họ cải tiến lại anh em nhé. Đấy, cái này là bằng thép. Đấy, thép chuyên dụng anh em nhé, nên là độ đàn hồi nó rất là cao. Khi mà anh em dùng ấy, thì nó hết đá thì anh em xoắn ở đây này. Đấy, xoắn ngược chiều kim đồng hồ ra thì trong đây có cái để anh em thay đá anh em nhé. Thay đá thì viên đá nó nằm trong đây này.
rất là đơn giản. Tới đây shop mình đang nhập thêm cái lá thép sơ cua trong đây rồi. Đấy, thì chắc tầm khoảng 1 tuần nữa thì 1 2 tuần nữa nó về thôi. Đấy, nhập sơ cua, nếu như anh trong quá trình anh em dùng mà nếu mà gãy cái lá thép này thì alo cho shop mình nhé, mình sẽ gửi cho anh em. Về cái sản phẩm này thì shop mình sẽ bảo hành 3 tháng anh em nhé. Trong quá trình dùng thì nếu có hỏng vấn đề gì thì alo cho shop thôi. Đấy, còn thường là nó nếu mà chẳng may nó hỏng thì nó chỉ gãy cái lát thép trong đây này. Đấy. Nếu mà sau này gãy thì anh em alo cho shop, shop mình sẽ gửi cho anh em miễn phí nha anh em nhé. Còn cái bánh xe này anh em dùng rất chi là bền anh em nhé. Đấy. Dùng dăm 3 năm sau nếu mà mòn thì anh em mua cái bánh xe khác anh em thay thôi. Bên trong thì nó như thế này này. Anh em nhìn thấy cái lá cái thép nó đây anh em nhé, à cái thân nó đây anh em nhé, cái thân này bằng đồng luôn, 100% là đồng hết anh em nhé, rất là dày, độ dày tầm khoảng 2 ly nên là nó vô cùng cứng luôn. Khi mà anh em bỏ vào thì anh em đút cái này vào. Đấy. Xong rồi nhận vào như thế này anh em nhé, nhận vào xong rồi đẩy ngược lại. Đấy. Thì như thế là được anh em nhé. Cái này dùng thì chỉ lưu ý là cẩn thận có mất cái lò xo, thứ hai là mất cái này, chứ còn nếu như bình thường thì nó rất chi là bền nên là anh em yên tâm sử dụng anh em nhé. Sản phẩm này nó là bằng cục đồng không ạ, giá của nó cũng không không phải là rẻ anh em nhé. Giá cây này thì shop phân phối cho anh em chơi là 880.000 anh em nhé, 880.000. Để anh em muốn mua sưu tầm hoặc sử dụng thì alo cho shop nhé. Vâng, anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt ạ.